Kính thưa quý cha, kính thưa cộng đoàn dân Chúa, hôm nay chúng ta về với Đức Mẹ trong ngày thứ bảy để cùng sống với Mẹ trong tâm tình đón Chúa Thánh Thần đến với mỗi người chúng ta, đến với Hội Thánh, đến với thế giới này. Có thể nói Đức Mẹ gắn kết với Chúa Thánh Thần một cách rất mật thiết, cho đến độ mà Thánh Alphonso đã từng nói rằng cái người bạn thân thiết nhất của Đức Mẹ chính là Chúa Thánh Thần. Trong suốt cuộc đời của Đức Mẹ, từ khi thành thai trong lòng bà Anna cho đến khi mà Mẹ lìa bỏ trần gian này lên trời cả hồn lẫn xác, Mẹ được bao bọc trong ân sủng của Chúa, bao bọc trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Như sứ thần đã từng chào Đức Mẹ: Mẹ là đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà, và những công việc mà Mẹ làm được cộng tác vào trong công trình cứu độ của Thiên Chúa cũng là công trình của Chúa Thánh Thần được thực hiện, được thể hiện trên cuộc đời Đức Trinh Nữ Maria. Nên sứ thần nói là Thánh Thần sẽ rợp bóng trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ được biểu lộ ở nơi bà. Đức Mẹ đã hằng lắng nghe và theo sự hướng dẫn hoàn toàn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta được mời gọi hãy học với Đức Mẹ, biết đón lấy ân huệ của Chúa Thánh Thần, để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn cá nhân mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho Hội Thánh, cầu nguyện cho thế giới luôn luôn biết noi gương Đức Mẹ để ngoan ngùi với Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để chúng ta được thật sự gắn kết với nguồn mạch ơn cứu độ trên trần gian duy nhất thôi, đó là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã nói cho người ta biết: Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và hằng đem ra thực hành. Có thể nói trên trần gian này không có ai lắng nghe một cách trọn vẹn và hằng thi hành theo thánh ý Chúa, gắn kết với lời Thiên Chúa cho bằng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta. Với tác động của Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ hằng giữ lấy lời Thiên Chúa trong cuộc sống của mình, và cũng giữ lấy lời Thiên Chúa thành xương thành thịt ở trong cung lòng mình, để nhân loại này có đấng cứu độ trần gian là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm người ở giữa chúng ta. Nhờ Mẹ hằng theo, hằng hướng lòng, hằng ngoan ngùi dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, mà Mẹ đã được cộng tác vào công trình cứu chuộc lớn lao của Thiên Chúa, bằng việc chính nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ mở lòng mình ra để đón chính lấy ngôi lời Thiên Chúa đến trong nhân loại này, đến trong cung lòng của Mẹ. Và cả cuộc đời Mẹ gắn kết với đấng là nguồn mạch ơn cứu độ duy nhất trên trần gian này là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chúng ta nhìn lên linh ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp, chúng ta thấy được cái gợi nhắc rất là ý nghĩa mà tác giả vẽ linh ảnh Đức Mẹ đã gợi nhắc cho chúng ta. Chúng ta thấy là bình thường cái người phụ nữ Do Thái luôn luôn là phải có cái khăn trùm đầu, mà phải trùm cho kín, trùm hết cái tai, trùm hết cái tóc đi, cái tóc, cái tai là phải gọn gàng, phải ở trong cái khăn. Nhưng mà riêng Đức Mẹ được vẽ trong linh ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp ấy, thì cái tai của Mẹ, cái tai phải của Mẹ mở ra một tí, tay trái thì cái khăn trùm lấy, riêng cái tai phải thì mở ra một tí, rất lạ như vậy. Tai phải để chỉ Mẹ chỉ mở ra để chỉ nghe những điều phải, chỉ nghe lời Thiên Chúa mà thôi. Lời Chúa luôn luôn phải, lời Chúa luôn luôn là sự thật. Mẹ luôn luôn nghe lời Chúa, không nghe gì khác hơn, hằng nghe lời Thiên Chúa. Bà Eva xưa kia
không chịu nghe lời Thiên Chúa, không giữ lời Thiên Chúa mà gây tai họa cho con cháu của mình. Nay có một bà Eva mới là bà Maria mẹ chúng ta đã làm một cuộc đảo vần lại cái lịch sử của nhân loại chúng ta, một lịch sử một nhân loại đang đi đến cái chỗ chết chóc. Nay nhờ một người mẹ biết mở lòng mình ra, mở tai mình ra mà nghe lời Thiên Chúa và giữ lấy lời Thiên Chúa và cưu mang lấy chính lời trọn vẹn của Thiên Chúa là chính con Thiên Chúa ở trong cung lòng mẹ mà gìn giữ lời ấy cho nhân loại chúng ta, mà chúng ta mới có được nguồn mạch ơn cứu độ và cả cái cục diện của nhân loại được thay đổi, không còn phải chết nữa mà nay được sống muôn đời nhờ đấng hằng sống đang ở với nhân loại chúng ta. Và chúng ta thấy ở nơi linh ảnh Đức Mẹ, chúng ta cũng để ý cái miệng Đức Mẹ nó rất là nhỏ, rất là xem ra là so với cả khuôn mặt thì chúng ta thấy cái miệng Đức Mẹ rất là bé. Mẹ nghe nhiều nói ít, chị mẹ nghe và thực hiện nói rất ít. Thế giới này là một thế giới đang rất ồn ào, một thế giới mà có thể nói không nghe lời Thiên Chúa. Con người muốn nhảy lên làm Chúa và tạo nên một cái thế giới ồn ào, sao động, nghe theo cái dục vọng, nghe theo những thứ thế gian của mình. Trước cái cơn đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên thế giới và cách riêng trên đất nước Việt Nam này, chúng ta thấy rằng là có một cái gì vấn đề sâu xa nhất của cái đại dịch này ta cần phải đọc ra. Đó là cái sự kiêu ngạo của con người chúng ta. Chúng ta không thực hiện, không cộng tác với Chúa để nâng cái công trình cứu độ của Chúa này, cái công trình sáng tạo này của Chúa đi vào trong cái quỹ đạo mà Chúa đã định. Chúng ta bằng cái khả năng, bằng cái trí óc của mình, chúng ta phá phách cái môi trường sống của mình. Và dĩ nhiên thì dịch bệnh xảy đến thôi. Đấy, con người kiêu ngạo dùng cái lý trí, dùng cái khả năng của mình để tìm cách gọi là kiểm soát, làm Chúa trên cái trái đất này, mà không chịu trở thành cái người cộng tác với Chúa mà canh tân cái bộ mặt trái đất này, mà chỉ biết phá phách thôi, thì con người phải trả giá. Như chúng ta đang thấy, chúng ta cả thế giới đang phải trả giá trước cái đại dịch COVID-19 này. Nên trong ngày hôm nay, có lẽ cả thế giới này, cả giáo hội và mỗi người chúng ta được mời gọi hãy học gương Đức Trinh Nữ Maria mẹ chúng ta, luôn biết sống đơn sơ, khiêm nhường để cho Chúa Thánh Thần hằng hướng dẫn mình, để luôn luôn biết trung thành với Chúa, hằng sống theo lời của Chúa, hằng giữ lấy lời Chúa, thi hành lời của Chúa và để cho Chúa làm chủ của cuộc đời mình. Thì mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta, mỗi xã hội và trên toàn thế giới này chắc chắn bình an của Chúa được hiện diện và thế giới sẽ một ngày tốt đẹp như lòng Chúa hằng mong ước cho mỗi người chúng ta. Amen.